với cái thịt của mẹ em. Chị ơi chờ em một tí nhé, kỹ hơn một tí xíu em nhé. Cái này gần 120 một ký, 130 với cái này của em này. Cái này của em là hơn một ký mốt là 167. 130 với 167 là 297. Em ơi cho chị 7 ngàn nhé. Bán em 300 gram. Dạ. Mới đi về quê tên là chị hả? Dạ. Về quê mới lên 2 bữa. Mới đi chợ với mẹ luôn. Dạ. Mẹ ở nhà với cháu. Dạ mẹ ở nhà giữ bé. Nhiều vậy? Đấy, một chục hộp vịt. Nhiều vậy anh? 3,37. 4 trái. Quà thêm một cái chiều lớn hả? Dạ. À bữa đó là cháu lấy gần gần đây để nó giao qua mà nó chân kỳ nó có lưu qua để vào trong đó, vô trong nó gặp ai xin người ta cái nhiều lắm. Bán em 400 gram mạch xay. Dạ. Tối nay nhà cho bé. Dạ. Cái nhà ơi thì mình đã đi chợ xong rồi. Bây giờ mình sẽ mua đồ ăn sáng cho mẹ với bánh mì. Cả nhà ơi thì cái thịt của mình á, nãy giờ mình đã trụng sơ, mình rửa sạch xong rồi mình trụng sơ với lại muối với lại củ hành đó cả nhà. Đó. Giờ mình sẽ bắt đầu ướp thịt nha. Ở đây mình có tỏi với lại tím, mình sẽ đâm ra. Mình cho vô đây một chút xíu gia vị để cho nó bớt dăng. Đường phèn. Hôm nay mình sẽ kho thịt với lại nước dừa nên mình sử dụng một chút xíu đường phèn thôi. Rồi mình cho muối cho nó. Rồi mình đâm nó ra để mình ướp vô thịt nha cả nhà.
đâm nó cũng dập dập đó cả nhà. Giờ mình làm mấy cái vỏ tỏi này nha. Mình cũng cho vô đây một chút xíu ớt nữa nha. Mình chủng thịt kỹ kỹ một chút á, mình sẽ đỡ phải vớt bọt á cả nhà. Hồi nãy thì mình cũng có cho gia vị vô ít một ít rồi, giờ mình sẽ tiếp tục nêm vô là muối và hạt nêm nữa nha cả nhà. Lần thứ hai một chút xíu bột ngọt. Rồi mình cho mấy cái đồ này vô luôn. Trong cái đồ ướp của mình có nhiều tỏi với lại hành cái gì rất là thơm luôn. Giờ mình sẽ ướp ở đây khoảng 30 phút rồi mình sẽ bắt đầu mình nấu với lại nước dừa nha các em. Ướp thịt rồi bây giờ mình sẽ tới ướp cho mình sẽ cái nhân khổ qua cái nhà. Này là 400g thịt này. Và cái này là 300g cá đó. Kiểu như là mình thích, nếu mà thích ăn dai á thì mình sẽ cho nhiều cá lát. Còn mình thích ăn mềm á thì mình sẽ cho nhiều thịt. Mà nhà mình thì sẽ hay ăn với lại thịt mà cũng có mỡ á cả nhà, giống như vậy nè thì nó sẽ béo. Mình cũng cho đường vô nha. Tiếp tục thì mình sẽ cho vô đây một chút hành nha cả nhà. Hành cắt nhuyễn và tiêu. Cái lát mà mình càng ấy nó, mình càng ngồi nắng nó nhiều á thì nó sẽ càng dai.
nha. Thơm quá. Thì hay gì mình sẽ bắt cái nồi nước lên, thì mình sẽ cho nước vô cái thau này luôn, giống như là mình rửa mấy cái xác của tỏi với lại hành lại như thế nhỉ. Mình sẽ rửa cho cái thịt của mình nó không còn vỏ hành với vỏ tỏi nữa. Thì kho thịt với lại nấu canh khổ qua là rất là nhiều bí kíp võ công. Mỗi nhà có mỗi cách kho khác nhau cái nhỉ, không ai giống ai hết. Miễn sao cái nồi của mình nó vừa ăn hợp với khẩu vị gia đình là được rồi. Còn mình thấy ai kho hay thì mình bắt chước thôi. Mình cũng bắt chước mấy chị trên mạng á. Mình gắp ra xong rồi, bây giờ mình sẽ lựa cái xác này rồi, mình lấy cái nước này. Thì nãy giờ mấy cái gia vị nó cũng tan hết rồi, cái này gắp được cái nước này. Để luôn nấu cũng được, nhưng mà kiểu mình thích là cái nước nó trong đó, nó không có tỏi ớt hay chẩm nên mình mới được kia. Cái nồi nó cũng không vừa luôn vậy ơi. Thì mình sẽ đổi cái nồi. Mình kho thịt đó cả nhà, sẽ không dùng nước mèo vì mình nấu chung với nước dừa. Một chút nữa nước dừa nó lên cái màu, không cần phải sử dụng nước màu luôn. Rồi, tức là mình cũng sẽ cho nước dừa vô luôn. Mình cho nước dừa mà nó ngập ngập thịt như vậy nè. Trứng của mình thì cũng đã luộc xong rồi nè cả nhà. Lúc mà luộc trứng á, mình cũng có để muối nữa, mà luộc ra thì nó cũng bị này nọ, nó cũng bị hương tích đầy mình. Mình đâm, mình lấy tâm á, đâm vô gì nữa để cho cái trứng của mình nó hút, nó ngấm vô nhanh hơn. Nếu như mà kho lâu thì mình thấy người ta hay để nguyên cái vỏ cả nhà, nhưng mà cái này chắc ông Mập ông mang một ngày hôm nay là hết rồi. Mập thích ăn thịt kho hột vịt với lại canh khổ qua lắm. Này cái gì thấy không, mình đâm nè mà mình đâu có thấy cái lỗ đâu, cho nên là nó không có bị bể ra đâu cả nhà. Hồi giờ mình nấu thì mình cũng hay làm vậy lắm. Rồi mình sẽ cho vô nồi thịt luôn. Giờ mình bắt đầu cho nước mắm nha cả nhà. Hai muỗng rưỡi. Bây giờ mình cho nước mắm vô là nó hút vô là vừa, chứ hồi nãy mà mình ướp nước mắm sôi trước á,
cái tí nữa mình kho lên cái là nó mặn hơn nữa, trong khi hồi nãy mình đã có để muối nữa. Bây giờ mình cho nước mắm là vừa đó. Cái này thì mình sẽ làm vô giá đi cả nhà. Mình đang ngâm muối thử ớt. Còn đây là cá hấp ớt nãy giờ. Rồi mình sẽ nhồi khổ qua. Khổ qua thì mình cũng đã móc buộc hết rồi. Cây này mình mua này lâu lắm luôn rồi cả nhà. Giờ về quê 7 ngày không ai tưới cho nó, giờ nó muốn xỉu rồi. Mình sẽ trụng hành lá để bột vô cái khổ qua á cả nhà. Trụng để cho nó mềm chứ không thôi mình để nguyên là nó bị gãy. Mình giống như là mình nhồi bóp nó mà mình không biết sao nó đã dai chưa. Rồi khi mà mình gờ mà nó không còn dính nữa là nó dai đó cả nhà, là được rồi. Nhìn thấy gì nhá, nó không dính tôm nhiều. Rồi giờ mình sẽ nhồi như cái khổ qua nha. Mình thấy khổ qua ngâm muối á là nó đã dợp cái trái rồi, cho nên là không cần thiết phải trụng qua nước sôi hay là gì đó. Nhưng mà nếu như mà không ăn đắng được á, mình sẽ trụng qua nước sôi cả nhà. Trụng qua nước sôi thì nó đỡ đắng. Với lại mình lúc sạch cái ruột của mình, cạo hết mấy cái trắng ở trong cái ruột á là nó đỡ đắng lắm. Cái xong á mình sẽ cho lên cái này, cái đầu này nè, nước mắm. Và cái trái này nó sẽ không có bị lòi, cái thịt nó không bị gớp đi. Thật ra thì không cần thiết phải bột hành, nhưng mà tại thấy bột thì nó cũng đẹp nên mình mới bột cả nhà. Chứ thật ra là nó không có bung đâu cả nhà, ấy nó tắm lên á là nó không có bung đâu. Vậy là xong đó, mình đã nhồi xong rồi nè cả nhà, dư được mấy viên đổ vô luôn. Mình sẽ nấu với nước dừa, canh khổ qua nấu nước dừa. Đó là thịt của mình, cái gì thấy nó trắng xác đúng không? Tí nữa là nó sẽ lên màu nước dừa. Rồi mình cho nước dừa vô nha cái gì. Hết sảy. Mình cho khổ qua vô. Thank you.
mấy cái viên này vô. Này cũng hơi ít nước rồi, cho thêm miếng nước. Mình sẽ làm dưa giá này cả nhà, không có dưa chua. Giá nhẹ cả ngót. Nước giấm, đường, nước mắm. Mình phèn hả mà? Có. Chứ nước dừa nó cũng đâu có đủ ngọt đâu. Qua mà mình nấu với nước dừa là nó thơm lắm. Nè cả nhà thấy không? Mình lấy nước mắm á, cái ruột của nó nè, nó không có bị lòi nha. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Mập Food của hai chồng Mập nha. Cả nhà ơi, mời cả nhà ăn thịt kho hột vịt với lại canh thu ăn nha, mình đã nấu xong rồi. Hôm nay thì đã trở lại với lại cái view quen thuộc rồi nè cả nhà. Chắc là các bạn yêu mến kênh Hoàng Mập Food đã nhớ khung cảnh này lắm rồi. Mà cũng lạ lắm mà nha. Hồi đó Mập ngồi ở nhà, Mập với bé kia ngồi ở nhà thì cả nhà kêu á, trời ơi đi ra đường quay đi, đặng cho nó thoải mái, nó không có tù túng nữa, còn ra đường cái trở về chỗ xưa đi. Tại vì cả nhà đã nhớ cái chỗ này lắm rồi. Thiệt sự luôn á, làm hại ha. Rồi cả nhà. Làm hại hai tôi ha, đầu tư bộ máy hay gần cả 100 triệu đi ra ngoài rồi cả nhà về giờ kêu về nhà vậy đó. Ai vậy không? Nó chơi cả nhà chứ cũng nhớ cái view này lắm luôn rồi cả nhà. Mình rất là thích quay ở nhà luôn, cái nhà mình không thích ra đường. Để hôm nay mình ăn thịt kho vịt của chính bà xã yêu kho nha cả nhà. Ghê quá à, trong khi hai đứa mình mới chữ lộn xong. Ở gì hả? Chữ lộn gì ạ? Em bật điều luật gì quá trời nha. Mời cả nhà. Nè anh gấp em á. Mời cả nhà ăn với Mập với Kim nha. Cái màu thôi nhìn hấp dẫn rồi, ăn miếng thịt vô còn ba chế bù chét nha cả nhà. Giống như ai mà ăn dưa giá cả nhà, ngon lắm luôn. Cái chén này nè, nó bự lắm cả nhà. Mà sợi vô tay cũng như mà cũng nhỏ. Chứ cái chén này là chén ăn cơm của người dân Nam Bộ. Ăn cơm thì ăn bằng chén chứ không gì. Để tại có mấy clip á, anh gặp mấy chén này cái nhà nó nhỏ. Trời ơi, tay em nhỏ. Ủa lộn, tay em bự. Chứ giá ngon. Cái clip này á,
lên cái Tết, càng Tết mình làm clip nữa thì cái là đúng bài luôn. Nói vậy Tết Tết nó ngán mấy món này lắm. Bởi vì em hai đứa mình mới tranh thủ quay trước đó. Trứng như thế nhờ. Cậu trứng thấm nó cũng cái ngã màu qua luôn rồi. Hai đứa mình ăn Tết trước. Để em nhớ với quê nó cái vụ mà thịt kho mà để nguyên giỏ không? Lúc đó anh đã liên tưởng ngay tới cái món thịt kho hộp vịt. Không ngờ hôm nay em làm cho anh ăn. Bữa nay bà tự đi chợ nghe nhà, quay đi chợ luôn nha. Tự quay đúng không cả nhà? Mập đâu biết đâu. Cái nhiều khi đó, cả nhà cũng thắc mắc là thằng mập đông mà nóng phụ bé Kim ta. Rồi sao mà bé Kim mua đồ ăn sáng mà không mua cho mập ta. Chắc cũng có thế nào cũng có người thắc mắc. Mập cũng không mua cho bé Kim đâu. Khó mà. Ừ đúng rồi, không mua bé Kim. Tại vì hai đứa đã ăn này. Tại vì hai đứa nhịn đói rồi nè. Ăn trái cây để quay nè. Rồi bữa nào hả mập thức sớm ha. Mẹ đi chợ ha, thì mẹ sẽ mua đồ ăn sáng cho mập bé Kim với nguyên cả nhà luôn. Tại vì anh Mập hai đứa mới lên thành phố lại cả nhà. Rồi phải anh Mập phải đóng hàng rồi chân gà dưa mắm ba khía á, nên là bận dữ lắm luôn. Cho nên mình đi có một mình. Canh phổ qua. Bây giờ trên mạng đang hot cái câu rồi. Canh phổ qua nội đấu nấu chơi đắng bước cả đời ngậm đắng nuốt cay. ngon. Mà cái này là anh thấy thịt nó nhiều hơn cái cá thắt lát đúng không? Nó không dài không? Nó cũng dài nhưng mà nó thấy cái có vẻ cá thắt lát nó không có nhiều bằng thịt. Ở trên thành phố người ta chỉ dùng mà thịt không, đa số người ta dùng thịt không ha. Ừ. Ngon ghê. Mà em thở sao? Sao? Nước vô cái trứng á. Nước vô cái trứng hả? Nó rút vô cái trứng. Cái lòng đỏ nó đỏ như thịt lòng luôn á. Tại vì chắc em có sơm không? Có. Vậy đúng rồi. Cái này là mình đúng ra là mình phải cắt ra đặng mình ăn có thịt có mỡ luôn. Để em cắt cho. Em lấy kéo cho. Mình phải cắt ra vậy nè. Là nó có thịt có mỡ luôn. Ăn vậy mình lên mâm lớn hay là lên có người lớn sẽ không có la mình. Đúng không? Chứ ví dụ như mình vẽ thịt mình rồi người sau ta ăn mỡ ông kỳ lắm à. Có nhiều người thích ăn mỡ lắm luôn á. Đúng rồi, nhưng mà ý là gặp như mấy người thích ăn nạc, mình ăn nạc hết là sao? Ủa nhưng mà em nhớ ở nhà anh hay lấy thịt ăn chừa mỡ cho em à. Ừ, thiệt chứ các bạn này, thiệt chứ. Ai vậy không? Bé Kiều nói chơi nghe cả nhà. Mà là nếu như mà anh Mập ăn thịt kho hộp vịt cả nhà thì mỡ anh Mập sẽ bé Kim ăn, hoặc là anh Mập sẽ bỏ mỡ mà ăn thịt không. Chứ Mập không có bỏ loại chai ăn hết đó. Rồi nó chơi đó. Hay anh ăn cơm tấm á. Sao? Có mỡ anh cũng đưa cho em á. Nhưng mà ngon, chỗ nào ngon cũng ăn là mỡ được á. Giống như thịt kho bị ngon à. Ăn mỡ được.
Vì giá ngon ha. Ừ. Không ừ, biết ăn ngâm bằng gì không? Giấm đường. Giấm đường chân gà của anh đó. Nước mà mẹ làm chân gà còn dư miếng á. Ừ. Cái em lấy ngâm luôn. Nó ngon cái nhà. Cái này nó chua chua, cái mình ăn với lại thịt kho quá trời ngon. Cái canh thú la nữa. Cái khổ qua không có rắn nhiều cái nha. Nhưng mà đắng nó ngon ha. Ừ. Tại mình ăn đắng á, mình thấy không đắng á. Chứ nó luộc không. Nhưng mà em làm sao rất hay nha. Cái khổ qua nó vẫn mềm, nhưng mà nó không bị bở đâu. Bất kỳ nhiều này nấu cơm, nó còn lĩnh được chưa? Nhưng mà thật khó hợp dịch đó, nhớ có làm ăn hơi cho nào. Hả? Cái anh viện luôn đó. Lúc mà mình ở bên nhà trọ đó, lúc bé Kim đi hay mặt đó, bé Kim không biết làm gì luôn đó nha. Không biết làm một thứ gì luôn trên đời này luôn á. Vậy là anh vui hay buồn? Hử? Bé hay mặt xong biết làm quá trình thứ luôn mà anh vui hay anh buồn? Anh cũng không biết nữa. Thì chắc chắn chắc chắn bây giờ thì vui rồi. Nhưng mà em biết cái bản năng của đàn ông là gì không? Là lúc nào cũng vậy, muốn che chở cho người phụ nữ. Nhưng mà cái chuyện nấu ăn thì hên xui nha. Chuyện nấu ăn thì Ngọc nghĩ là anh nào cũng muốn vợ mình biết nấu ăn đó nha. Thì Mập không có làm phụ nấu ăn mà Mập sẽ làm chỉ khác. Ta nói là cái gì à? Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm á. Là giống như vậy á. Anh phải làm xa đó. Chắc khó qua không? Anh vẫn ăn nguyên trái không? Anh là thằng Mập mà. Còn em là bé Kim mà, em phải đắt em. Nhiều khi cả nhà có nhiều tắm nước mắm. Có nhiều người á cũng muốn bé Kim làm thằng Mập á. Kêu bé Kim là ăn phải là hàm hồ giống Mập á. Đâu bé Kim đâu làm được á nha. Ý là mình ăn về cái có gặp mấy anh chị ngoài đời á. Mấy anh chị nói là bé Kim ăn cũng dữ quá ha. Mất cỡ không chết nha. Em cũng thấy rất là nhiều thịt hơn là cá. Ừ, nó không dai. Phải không? Ừ, nó không hơi mềm. Với ở quê á, hình như ai gặp hỏi em nè. Đứa lâu làm YouTube chung với chồng mà mập lắm, ai ngờ cũng không mập lắm ha. Bữa ai nói nè. Rồi có cô kia hỏi bộ làm YouTube không sợ mập hả? Nhưng mà cái này là công việc mà. Ừ. Mỗi người có một công việc. Chắc là cả nhà nhớ cái cảnh mà hai đứa quay chung như thế này lắm luôn á. Nên là mong rằng clip này lên thì cả nhà sẽ ủng hộ nhiệt tình.
Rồi còn gì nữa biết không? Hôm nay giống như là lâu lắm rồi không có ngồi để mà trò chuyện mà giống như vậy á. Cái hôm nay trò chuyện luôn là mấy bữa Mập Đi thử thách đó cả nhà, cái có nhiều nhiều anh chị á thực sự ác ghê luôn á, kêu là thử thách mà kêu bé Kim ăn gì nổi nữa, thử thách bé Kim còn ăn không nổi nữa, trời ý tưởng táo bạo. Ngon. Mỗi lần mà clip thịt kho vịt lên ha là thế nào cũng có mấy chị vô hỏi mua thịt kho vịt mà đâu có bán. Nhưng mà mình giống kiểu như mình có ăn hàng ngày đó nha, thì thấy bình thường nha, không biết cả nhà có giống mình không, chứ mà quay mình kho mà để ăn Tết á căng thẳng lắm luôn á, giống như sợ cái nồi mình nó sẽ bị gì á. Với lại bình thường á ở trong canh khổ qua ngày Tết á là sẽ không có hành với lại tiêu á cả nhà. Đúng rồi, không biết nhà có vậy không. Thì mấy người người ta kiểu như dị đoan á, giống như là người ta tâm linh đó, cái người ta cử cử là đầu năm không ăn bà khổ khổ qua hay khổ qua, đặc biệt khổ qua là ăn được nha, tại vì khổ qua cái nhà lại ăn cho qua cái khổ quá thì nó lại được đó. Còn như mà hành ha là người ta nói kiểu như hành rồi tiêu á, là tiêu tan đồ này kia đó nha. Rồi cúng là không được cúng sầu riêng gai góc nè ha, ở dưới quê Mập nha, còn ở chỗ khác thì Mập cũng biết. Rồi cam là nè, nói chung đủ hết á. Nên Tết nhất là vậy cả nhà, gặp nhau cười cũng không được nhăn mặt nữa. Ngon quá, cái này bự quá. Một tháng thịt kho hộp thịt lắm. Mà phải thịt kho vịt mà nghĩa trắng ở nghĩa nghĩa bóng vẫn vẫn nghĩa đen luôn đó nha. Cái ngày thịt bếp kia thiệt, mà thấy người phụ nữ mà giống như là tròn trịa có da có thịt đó. Nói vậy cái mấy anh chị nói là tao nhìn là tao biết mày phái thịt kho vịt rồi liền luôn á. Bất kỳ một phái dữ nữa cả nhà. Hồi đó nhớ Mập là đâu có Mập dữ đâu ta. Hồi đó Mập mới quen mấy kia mà có 90 kg cả nhà. 90 kg. Mà cái gu của bà này là phái mấy anh tròn tròn. Ngộ vậy. Rồi em thích tròn tròn chứ em không thích sáu múi nha. Đi ra đường mà mấy mấy anh mà có body mà đẹp đẹp tí á, Mập nói ôi anh đó đẹp quá bé Kim, thôi không chịu. Mà mấy anh mà có bụng đồ á, Mập nói trời ơi nhìn đã quá. Cười ghê. Tự nhiên anh cũng muốn no ngang. Em muốn no lắm. Tại nãy giờ anh quất ba trái khổ qua rồi, một tấm thịt luôn. Mới sáng sớm mà cũng không ăn được nhiều. Kiểu như Mập mới hứt á cả nhà, mới game hứt từ lâu rồi. Cái nước này nó vẫn còn đắng. Chan nước mắm vô ăn. Nó mặn 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 ngọt. Cái mặn xanh đó. Đừng lấy khổ qua nữa nha. Khổ qua em nấu bằng nước dừa chứ mà.
Thơm ha. Hèn chi không có nghe cái vị ngọt đường với mục ngọt đâu này kia. Ít chứ không phải là không có. Đá hạt nêm ít à. Cũng có bá đường, chút xíu đường. Nhà chiên luôn, chiên nấu canh khổ qua với lại nước dừa. Nhưng mà mẹ có ít khi mua lắm, ít khi mua dừa lắm. Mẹ tiếc đó. Kho hạt ăn bình thường cũng không có kho nước dừa, nó tiếc tiền nước dừa. Rồi hôm nay đơn giản rồi nhờ. Quá là đơn giản luôn á. Nhưng mà xuất sắc nha cả nhà. Nguyên một buổi sáng của em. Cả nhà cũng biết là Mập thấy sao nói vậy. Mập lên ăn đơn giản thì nó đơn giản á nhờ. Rồi thì hôm nay clip nó cũng hơi dài dài nhưng mà cũng ngắn ngắn nha cả nhà. Thì mong cả nhà sẽ ủng hộ hai đứa nha. Và Mập với lại Bích Kim cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của hai vợ chồng nha cả nhà. Hẹn gặp cả nhà vào 6-7 giờ tối ngày mai nha. Bye bye, bye.